disco now. Cái này là cái gì? Các hộp đồ chơi á. Đây là mấy cái hộp nặng, rất nặng, nó rất là to luôn, rất nặng. Có bút chưa? Còn có bút chưa? Bây giờ cái mấy cái thứ này mua cái gì? Ý là con chọn đồ dùng học tập những cái gì thì chọn đi, chọn đi. Các bạn thì lấy đi, chọn đi. Mua cái đấy luôn à? Cái đây này. Đây là đâu rồi?
học tập thì con mua đi.